Mua này ra xong là đem xuống dưới kia thay phớt chứ. Vâng, thế anh cứ để em làm. Tí nữa xong thì em bảo.
được rồi anh ơi, để đây em không đầu. Làm tí TikTok để kiếm tiền. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ơi. Em phải lo lắp xong rồi anh hộ em nổ máy lên. Không phải xấu dưới là không kìm đâu. Thank you.
Xong rồi anh khởi động xem như nào. Tiền em nhé. Cảm ơn nhé. Vâng, em xin.